Vâng, và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Trong video ngày hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau ngồi đây nói về bộ PC AP Gaming Ultra, một trong những bộ PC được tối ưu nhất về mặt hiệu năng trong tầm giá là 24 triệu đồng. Tuy nhiên sau video ngày hôm đấy thì mình có lên một số cái group tham khảo việc, đó chính là anh em build PC nó không chỉ dừng lại việc đó chính là một bộ PC của chúng ta có một cái hiệu năng tốt mà nó còn phải đẹp để anh em có thể trang trí ở trong góc làm việc cũng như để khoe với bạn bè nữa. Vậy nên mình đã quyết định đó chính là tân trang lại cái bộ Gaming Ultra này để cho nó có một cái ngoại hình mới và đẹp mắt hơn, cũng như là cái hiệu năng của nó cũng không bị suy giảm đi quá nhiều so với bộ PC Gaming Ultra ban đầu. Đặc biệt đó chính là cái giá tiền của nó còn rẻ hơn nữa. Vậy thì cùng xem với bộ PC Gaming Ultra, sau khi đã được thay đổi ngoại hình và một số những cái linh kiện ở bên trong thì nó sẽ thể hiện được cái hiệu năng trong quá trình khi mà anh em chơi game như thế nào. Mình sẽ cùng với anh em tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì intro nào. Về mặt linh kiện phần cứng như là CPU, mainboard, SSD, RAM rồi nguồn thì vẫn sẽ được mình giữ nguyên. Chúng ta vẫn sẽ có i5-9400F, mainboard Atrox B365M Pro 4, rồi chúng ta sẽ có hai thanh RAM Corsair LPX8 với dung lượng là 16GB, tiếp đến là ổ cứng SSD Apache với dung lượng là 240GB và cuối cùng đó chính là nguồn ACBL với công suất là 700W. Còn về những linh kiện đã được mình thay đổi và tân trang đó chính là vỏ cây cũng như là VGA. Đầu tiên với vỏ cây thì mình vẫn sẽ sử dụng vỏ cây Symantec Scorpio. Thế nhưng thay vì để nguyên hai cái phan quạt màu đỏ nhàn suất đưa cho thì giờ mình đã lắp vào đó những cái fan quạt RGB đến từ Coolmoon. Nó vừa tạo nên cái sự đẹp mắt cho bộ cây của chúng ta và nó cũng giúp cho bộ cây của chúng ta trở nên thông thoáng hơn khi mà anh em biết bây giờ miền Bắc của chúng ta đã vào hè rồi. Với VGA thì trong video ngày hôm trước mình đã sử dụng chiếc card đồ họa RTX 2070 đến từ Intel 3D. Phải nói là nó có một mức giá cực kỳ ngon so với hiệu năng cũng như là những cái công nghệ mà nó mang lại. Tuy nhiên thì nó đang gặp một cái trục trặc, anh em có thể thấy đó chính là cái nhiệt độ của nó khá là nóng cũng như là cái độ hoàn thiện về cái độ thẩm mỹ của nó chưa được cao. Và thay vào đó mình đã sử dụng chiếc card đồ họa Asus Trix GTX 1660 đến từ Asus. Nếu xét về mặt thông số thì RTX 2070 nó hoàn toàn ăn đứt con GTX 1660 về mọi mặt, từ thông số phần cứng cho tới công nghệ ray tracing mà nó được trang bị. Tuy nhiên với GTX 1660 nó vẫn cho chúng ta một cái hiệu năng rất là tốt ở mức độ tầm trung. Và ngoài ra với ray tracing, mình thấy ngay ở thời điểm hiện tại thì còn rất là ít những tựa game được hỗ trợ công nghệ này, hay nói đúng hơn là nó chỉ mới bắt đầu mà thôi. Vậy nên các nhà sản xuất cũng như là các nhà lập trình viên họ còn phải cải tiến cũng như tối ưu một thời gian nữa nó mới có thể đạt được cái hiệu năng tối đa. Và với GTX 1660, mặc dù nó đã bị loại bỏ đi cái nhân ray tracing này, thế nhưng về bản chất nó vẫn được sản xuất ở trên một cái kiến trúc giống với con RTX 2070, đó chính là kiến trúc Turing, cũng như là cùng một tiến trình là 12 nanomet. Vậy nên nếu như anh em không cần cái công nghệ ray tracing mà muốn tiết kiệm cho mình được một khoản chi phí cũng như là hiệu năng tản nhiệt và độ thẩm mỹ của chiếc VGA của chúng ta tăng lên, thì mình thấy việc lựa chọn chiếc Asus Trix GTX 1660 là một trong những sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Xét ở trên lý thuyết thì cái việc thay RTX 2070 bằng việc chọn GTX 1660 là một trong những sự lựa chọn vô cùng hợp lý khi mà nó cho cái khả năng tản nhiệt tốt hơn, tính thẩm mỹ cao hơn và cái hiệu năng của nó không bị giảm đi quá nhiều so với lại RTX 2070. Nhưng dù sao chúng ta cũng cần phải đi vào bài test để xem khi mà GTX 1660 nó kết hợp với i5-9400F thì nó sẽ thể hiện được cái hiệu năng ra làm sao. Và tất cả những điều đấy thì mình sẽ cùng với anh em làm rõ trong cái bài test ngày hôm nay. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. We'll be right back.
Trong bài test ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy đó chính là bằng cái việc khi mình thay đổi chiếc card đồ họa RTX 2070 bằng việc chọn GTX 1660 Ti, nó đã thay đổi đi cái hiệu năng cũng khá là tương đối, và tất nhiên rồi nó sẽ không thể nào bằng con RTX 2070 kia được. Tuy nhiên đổi lại đó chính là nó sẽ cho chúng ta một cái hiệu năng tản nhiệt tốt hơn, tính thẩm mỹ của nó được tăng lên rất là nhiều, và đặc biệt đó chính là anh em sẽ tiết kiệm được khoảng từ 3 cho tới 4 triệu để làm vào những việc khác. Điển hình như chúng ta có thể lắp thêm những cái fan quạt RGB ở đây để giúp cho bộ cây của chúng ta trở nên thông thoáng và đẹp mắt hơn. Và đó là những gì mình muốn gửi tới cho anh em về bộ PC AP Gaming Ultra sau khi đã được mình tân trang. Các bạn cảm thấy như thế nào về bộ PC này? Đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp.